đấy của lớp ấy. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh An Thái Ô Tô. Trước mặt là đây mình giới thiệu với các bạn là cái mặt máy của xe Suzuki từ 7 tạ đến 9 tạ, con này gọi là Suzuki Baro nhá. Đấy, Suzuki Baro nó sẽ có một đời thôi, tức là từ đời dòng từ đời 2015 đến 2020 mặt giống nhau. Đấy, dòng này là nó là 4 máy. Đây là cái mặt này là mặt mới nhá. Mặt mới nhưng mà nó là mặt thiếu chứ không phải là mặt đủ. Đấy, tại sao gọi là mặt thiếu? Bởi vì này. Mặt thiếu tức là nó không có súp bắp này, cò này, rồi trục cam. Đó. Đây nó chỉ là mặt, đây gọi là mặt thiếu hoặc là gọi là mặt rỗng. Đây chỉ có cái gông cam này thôi. Mặt mới tinh luôn. Mặt chuẩn đấy. Thường ra những cái mặt này lý do tại sao thay thế tức là đa số là khi bị mất nước nó sẽ dẫn đến bị vênh mặt máy. Vênh mặt máy hoặc là những cái xe mà sử dụng cũ rồi thì những cái lỗ nước này. Lỗ nước nó bị hà. Đây, các cái lỗ nước này, nó hà nó thông vào cái phần đỉnh bê tông đấy. Hoặc là vào súp bắp này là sẽ gây đến bị lóng máy. Thứ hai nữa là có những xe đi vào bị ngập nước thì như mình gọi là bị thủy kích ấy, thì nó sẽ gây lên là cong súp bắp này, cong tay biên này, rồi là nó có thể là bị biến dạng. Đấy là những cái nó lại tác động mà những cái mặt này, cái cong vinh là phải thay thế. Nói chung là để mà nguyên nhân hỏng hóc thì nó sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Đấy, nó có những nguyên nhân là dầu lên không đủ, có thể là gây bị cháy bạc này. Đấy, cháy cái bạc của cái trục cam này được, không xử lý được là bắt buộc cũng lại phải thay cả mặt đó. Nhiều nguyên nhân lắm. Thì đây là mình đưa ra một vài cái yếu tố và một vài cái nguyên nhân là nó dẫn đến hỏng hóc mà phải thay cả cái mặt mới này. Đây các bạn nhìn kỹ lại một lần nữa nhé. Mặt mới tinh luôn. Mình vừa giới thiệu cho anh em và các bạn cái mặt máy của con xe Suzuki Pro. Hay là còn dân mình hay còn gọi là su đầu to. Nếu các bạn mà muốn tìm hiểu sâu về dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ theo số điện thoại 0769086333 hoặc add Zalo Facebook tư vấn lắp đặt tại Gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Số điện thoại 085672722. Anh em mà có nhu cầu lắp đặt thì hãy liên hệ số đấy nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.